Quý vị đang xem video bản quyền của đồng chí kênh Chim Cú Gáy Hay. Đấy, đây là cái clip này mình đặt tên là clip là Bình Dân theo cái yêu cầu của một khán giả khách hàng. Thì đây là con chim này là gáy giọng thổ và độ thuần rất là cao. Con chim này hướng dành cho những các bác cao tuổi. Bởi vì qua điện thoại thì đồng chí này có nói là đang làm việc ở Hà Nội và muốn mua để tặng bố gửi về quê. Mình đang thực hiện cái clip này là ngày 19 tháng 11 năm 2019. Thì mới mục đích là xây dựng lên cái kênh Chim Cú Gáy Hay để được giao lưu và được kết nối với tất cả các bạn đã đang nuôi và yêu thích giống chim cú gáy hay. Đấy, một trong những cái giống chim mà nó ăn lúa rất là sạch sẽ. Đó. Đây là con chim là nó là dòng chim không phải là chim rừng, nó là con dòng chim đúc ra nuôi lên và bộ to âm thốt. Đấy. Thì các bạn có thể tham khảo với cái thông điệp ngày đăng như vậy và clip cũng như là thực tế mình đang đặt máy quay để cho các bạn biết là con này thì có một ưu điểm là âm rất là ấm, thổ đẹp. Đấy. Độ thuần thì cực kỳ là cao. Độ thuần thì đây tôi có thể là độ thuần rất là to, độ thuần đấy, bộ cường rất là hoành tráng. Đấy, lại gáy có một cái ưu điểm nữa là con này gáy suốt ngày suốt đêm, các bạn cứ treo ra là gáy. Một con chim mà cảm giác như nó gáy suốt ngày là nó gợi lên một cái sự yên ả, một cái sự thanh bình của một cái miền quê nào đó. Đấy, các bạn thấy đó, nó gáy suốt ngày. Hiện giờ mình đang đứng cách nó khoảng 3 mét, mình cảm thấy nó cũng không có gì là không tự nhiên cả, vẫn gáy bình thường. Đấy. Các bạn cố gắng theo dõi cái kênh Chim Cú Gáy Hay trên YouTube của mình thì các bạn sẽ bắt gặp được những cái khoảnh khắc mà mình muốn chia sẻ cho các bạn mọi nơi, mọi lúc, mọi tình huống. Gáy tiếp đi. Đây là thông tin để các bạn kết nối. Đó, đó là cái thông tin của đồng chí Thao Chim Cú Gáy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thì
nhà quanh nhà lúc nào cũng có chim các bạn nhé, lúc nào cũng có luôn. Đó.